Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Thống kê cho thấy có gần 24.000 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại Hoa Kỳ. Tính đến ngày 19 tháng 9, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ cho biết có gần 24.000 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận theo cơ quan CDC cho đến nay. California là nơi có nhiều trường hợp nhiễm được xác nhận nhất trong số các tiểu bang với hơn 4.600 trường hợp, tiếp theo là New York hơn 3.700 trường hợp và Florida hơn 2.300 trường hợp. Vào tuần trước, trường hợp tử vong đầu tiên trong năm nay do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại Hoa Kỳ đã được xác nhận ở California. Trong suốt thời gian qua, các quan chức y tế Hoa Kỳ cũng đưa ra cảnh báo các bác sĩ không nên lạm dụng loại thuốc duy nhất có sẵn để điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Theo cơ quan CDC, virus không ngừng tiến hóa để dễ lây nhiễm sang người và vượt qua các loại thuốc và vaccine mới. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cảnh báo rằng loại thuốc kháng virus được gọi là Tecovirimat rất dễ gây kháng thuốc. Ngay cả một đột biến nhỏ trong virus cũng có thể khiến cho thuốc mất tác dụng. Theo các chuyên gia, tình hình dịch bệnh hiện tại như tái hiện lại tình cảnh những tháng đầu khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, thời điểm cả các dữ liệu chưa phản ảnh toàn cảnh dịch bệnh và không thể kịp thời ngăn chặn đà lây nhiễm của dịch bệnh. Tháng 8 vừa qua, Giám đốc cơ quan CDC là Rochelle Walensky cho biết khoảng 1,7 triệu nam giới có quan hệ đồng giới là nhóm có nguy cơ cao nhất về bệnh đậu mùa khỉ. Tổng thống Biden cho rằng các tài liệu mật tìm thấy tại Mar-a-Lago làm gia tăng lo lắng về an ninh. Thông tấn xã AP đưa tin Tổng thống Biden cho rằng việc các tài liệu tuyệt mật được thấy cất giữ tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump làm gia tăng lo lắng các thông tin nhạy cảm đã bị rò rỉ, đồng thời gọi đây là hành động vô trách nhiệm. Theo đó, Tổng thống Biden, người hiếm khi trả lời phỏng vấn, đã đồng ý phát biểu trong một phân đoạn thuộc chương trình 60 Minutes của CBS phát sóng vào ngày 18 tháng 9 khi được hỏi về các tài liệu mật được lấy khỏi Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Biden chỉ trích rằng tại sao lại có người vô trách nhiệm như vậy. Ông nói, và tôi nghĩ không biết có những nguồn cung cấp tin hay phương pháp thu nhận nào đã bị tiết lộ từ những tài liệu đó. Tổng thống cho biết mình không được thông báo về việc khám xét khu dinh thự của ông Trump, cũng như chưa hỏi bất kỳ chi tiết cụ thể nào vì không muốn xen vào quyết định của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan FBI cho biết cơ quan tìm thấy khoảng 11.000 tài liệu, trong đó có khoảng 100 tài liệu mật, được tìm thấy trong vòng lưu giữ và văn phòng trong cuộc khám xét hôm 8 tháng 8. Nhiều tuần sau cuộc khám xét, các luật sư của Trump đã yêu cầu một chánh án chỉ định một chuyên gia đặc biệt để thực hiện một cuộc kiểm tra riêng biệt đối với những hồ sơ bị thu giữ. Đơn xin khám nhà của ông Trump cho biết nhân viên công lực liên bang đang điều tra vi phạm đối với 3 luật liên bang khác nhau, trong đó có một luật quy định việc thu thập, lan truyền hoặc làm mất thông tin quốc phòng theo đạo luật gián điệp. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden không khẳng định sẽ tái tranh cử vào năm 2024, mặc dù trước đây vị Tổng thống đương nhiệm cho biết mình đã lập kế hoạch. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng được hỏi về những lo lắng gia tăng về việc Nga đánh chiếm Ukraine sẽ châm ngòi cho ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc tấn công Đài Loan. Tổng thống Biden một lần nữa khẳng định quân đội Hoa Kỳ sẽ đáp trả nếu một cuộc tấn công xảy ra. Hoa Kỳ tăng thêm các chuyến bay đến thủ đô La Habana của Cuba. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ trong ngày 19 tháng 9 cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tăng thêm các chuyến bay đến thủ đô La Habana của Cuba. Theo đó, hàng tuần sẽ có thêm 13 chuyến của hãng American Airlines khởi hành từ Miami và một chuyến của hãng JetBlue khởi hành từ Fort Lauderdale của Florida. Hiện American Airlines đang khai thác 6 chuyến bay, trong khi JetBlue khai thác 3 chuyến bay tới đến La Habana từ các sân bay ở Florida. Các giới chức của Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết các chuyến bay mới sẽ bắt đầu vào giữa tháng 12 tới. Tháng 6 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một loạt hạn chế đối với các chuyến bay đến Cuba, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm các hãng hàng không Hoa Kỳ khai thác đường bay đến các sân bay nhỏ hơn bên ngoài thủ đô La Habana. Sau đó, một tháng, American Airlines đã nối lại các đường bay đến một số sân bay nhỏ của Cuba. Theo các hãng hàng không trên, việc nối lại các chuyến bay sẽ giúp tăng cường dịch vụ có khả năng tiếp cận giữa Hoa Kỳ với các điểm đến ngoài thủ đô La Habana sau hơn 2 năm bị đình chỉ.
Trước đây, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã cấm các hãng hàng không nước này khai thác chuyến bay chở khách đến các sân bay nhỏ của Cuba, đồng thời áp đặt giới hạn đối với các chuyến bay thuê bao đến Cuba là 3.600 chuyến mỗi năm. Sau đó, Hòa Tình Đốn cũng đã đình chỉ các chuyến bay thuê bao riêng đến nước này, cấm các chuyến bay thuê bao đến bất kỳ sân bay nào của Cuba, ngoại trừ thủ đô La Habana. Tin từ Alaska, bão có cường độ mạnh càng quét khu vực ven biển. Ngày 17 tháng 9, cơ quan thời tiết quốc gia cho biết một cơn bão có cường độ mạnh trong lịch sử đang càng quét tiểu bang Alaska, gây các đợt triều cường lớn và lũ lụt làm hư hại nhiều căn nhà. Trong thông báo trên Twitter, cơ quan thời tiết quốc gia cho biết tàn dư của bão Merpok ở Thái Bình Dương tạo ra một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập niên, tác động tới khu vực trên vào thời điểm này trong năm nay. Và dự báo bão sẽ hoành hành khu vực ven biển Alaska trong suốt những ngày cuối tuần. Cơ quan thời tiết quốc gia cảnh báo trong bão xuất hiện sóng cao dữ dội, triều cường có nơi lên tới 3.3 mét, mức cao nhất kể từ trận lụt lịch sử năm 1974. Gió mạnh 145 km/h, mưa lớn gây xói mòn bờ biển khiến tình trạng ngập lụt trở nên trầm trọng hơn. Thống đốc Alaska ông Mike Dunleavy tuyên bố tình trạng thảm họa đối với các cộng đồng chịu ảnh hưởng do bão. Ông nói hiện thời chưa có báo cáo về thương vong. Chuyên gia khí hậu Rick Thomas tại Đại học Alaska Fairbanks nhận định đây có thể là cơn bão mạnh nhất vào đầu mùa thu trong 50 năm trên biển Barents. Các cảnh báo ngập lụt vẫn tiếp tục được duy trì tới 10 giờ đêm Chủ nhật 18 tháng 9 tại các khu vực ven biển miền Nam và tới 8 giờ rưỡi sáng ngày 19 tháng 9 tại các khu vực miền Bắc. Cùng ngày, Trung tâm Bão Quốc gia thông báo bão nhiệt đới Fiona đã tăng cấp độ và đang di chuyển về hướng vùng lãnh thổ Puerto Rico. Trung tâm cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân tại đây, đồng thời khuyến cáo quần đảo Virgin thuộc Anh theo dõi sát các diễn biến bão. Trung tâm dự báo Puerto Rico sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 510 mm, cùng các đợt gió mạnh gây lũ lụt, sạt lở đất và mất điện. Một lần nữa, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại và sau đó Thúy Hằng xin kính gửi đến quý vị phần tin tổng hợp tiếp theo.